chào anh em đã đến với kênh anh thợ độ Suzuki nha. Mọi người lúc dài có thấy là anh thợ độ Suzuki rất là nuông chiều anh em không? À, anh em chỉ cần yêu cầu cái gì là có thằng đó liền. Yêu cầu Shogun có Shogun, yêu cầu Smart có Smart. Và bây giờ anh em tiếp tục yêu cầu Viva thì không thể nào mình không đáp ứng được cái nhu cầu của anh em được. Thì đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái bản độ phục dựng cái con Viva R110 rất là đẹp, đến từ kênh anh thợ độ. Thì nói về cái duyên của cái con Viva này, đầu tiên đi ha. Thì cái con Viva này là con anh thợ độ mua về, anh thợ độ dọn và anh thợ độ bán luôn cho một anh khách ở Sóc Trăng với cái niềm đam mê Suzuki rất là lớn. Thì khi mà mình mua cái con Viva này về, chủ yếu là mình mua để mà mình dọn, mình chạy. Mình không có ý định bán đâu. Mình không hề có ý định bán nha. Mình mua về để mình chạy tại vì mình rất là thích cái dòng Viva này. Nhưng mà khi mà nhắn tin với một ông khi mà nhắn tin với ông anh ở Sóc Trăng đó, thì khi mà hai anh em kết nối với nhau á, có những cái niềm đam mê nó rất là lớn với nhau. Có những niềm đam mê rất là lớn về Suzuki thì mình đồng ý mình nhường lại cái con này cho ông anh với giá là 19.500 đồng. À, 19 triệu ha, mình vừa dọn luôn. À, mình cái tiền dọn là đã hơn 10 triệu rồi đó, 10-11 triệu gì đó mình không nhớ nữa. Nhưng mà mình bán full con này luôn cho anh đó là chỉ có 19.500 và miễn phí vận chuyển về Sóc Trăng cả luôn. À, nói về cái con Suzuki Viva này ha, mình sẽ sơ lược về con Viva này. Viva là một cái dòng xe rất là đỉnh cao của Suzuki, là con xe đầu tiên được trang bị hai thắng đĩa trước sau của dòng xe Underborn phổ thông nha. Đây là con xe đầu tiên được trang bị hai thắng đĩa trước sau. Vào những năm trước những năm 2000 và sau đầu những năm 2000 đó, thì thắng đĩa là một cái trending, là một cái trang bị mà không thể thiếu trên những cái con xe cao cấp và đắt tiền. Thì thường á là chỉ là các dòng xe là chỉ trang bị một thắng đĩa trước thôi. Nhưng mà khi Suzuki cho ra mắt dòng Viva R110 này thì Suzuki đã trang bị luôn là hai thắng đĩa trước và sau luôn. Đây là một cái chiêu chí mạng của Suzuki đánh vào thị trường Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc cái lời nguyền Suzuki ở Việt Nam nó không thể nào mà xóa được, doanh số nó vẫn không cao. Nhưng mà thật sự mà nói, khi mà con Viva này ra, nó đã định nghĩa cho sắc đẹp của những cái con xe máy phổ thông. Tại vì cái con này thật sự lúc đó nó quá đẹp đi. Nhưng mà nó khó là tiếp cận nha, tại lúc đó giá nó cũng khá là cao, hai thắng đĩa mà. Mình nhớ vào những năm hồi nhỏ đó, là khi mà mình ra đường mà mình thấy cái con Viva này mình ghiền lắm, mình mê lắm, cha mình cũng mê nữa, nhưng mà mua không được đâu mọi người. Lúc đó giá nó cao ha, mấy chục cây vàng là gì đó mình không nhớ rõ. Nhưng mà bây giờ mình có thể mua rồi, mình tiếp cận hơn rồi. Và với cái niềm đam mê này của ông anh Sóc Trăng đó, thì mình đồng ý mình chia sẻ cái con này lại. Rất là đẹp mọi người. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn về cái con Suzuki Viva này nha. Đây là cái bản R110 hai thắng đĩa được mình phục dựng lại với một cái tông màu mà mình rất là yêu thích. Ngoài cái màu xanh nhớt ra thì mình yêu thích cái màu xám lông chuột này hơn. Tại sao? Tại vì cái bộ tem của nó đẹp quá. Bộ tem màu xám lông chuột này đẹp quá. Em không hiểu là lúc đó nha, là anh nào là cái nhà thiết kế của cái Suzuki này mà cho thiết kế ra cái con Viva này. Nó quá đẹp. Nó đẹp đến bây giờ nó vẫn không lỗi thời nữa. Khi mà mình đậu kế những cái con mà cùng thời điểm với nó như là quay nè, rim nè, thì mình thấy nó nổi bật hơn hoàn toàn luôn. Mọi người thử đậu hai con kế bên nhau đi, nó nổi bật hơn hoàn toàn luôn. Thì đây là mình khi mà mình mua về ha, là máy con này cũng còn khá là êm. Máy này là đời 23F nha, lốc thì lốc 09G nhưng mà đời là đời 23F. Máy nó cũng còn rất là êm nha, bình xăng cũng còn rất là ngon. Rồi mình về mình thay đổi là mình vào thêm là một cái bộ dàn áo màu xám này là mới 100% luôn, nhựa bóng, nhựa nhám và tem luôn. Kế tiếp đó là mình cho vào là một cái dàn ốc gamsi mới ha, nhìn cho con xe nó nổi bật lên. Cái niềng thì mình đánh bóng lại và thay căm ốc thì mình gamsi. Những con ốc mình bắt là đảm bảo rất là đúng vị trí nha và đúng cái công năng của nó. Rồi sau đó là mình thay một cái cây bô mới. Cây bô này thì giá là 1,5 triệu. Và mình đi lại cái hệ thống dây điện và một cặp cùm mới. Rồi mình canh chỉnh hệ thống thắng trước sau đó. Rồi mình lợp yên nè, ép biển số Vũng Tàu nè, để cho ra được một cái sản phẩm là của con Suzuki Viva như thế này. Rất là đẹp nha. Mọi người coi cái dàn di động của nó trên này. Cái đồng hồ này thì mình về mình thay cái miếng mica mới nè, thay cặp cùm mới nè. Cái cặp cùm này rất là hay nha.
đến bây giờ nhìn nó vẫn còn rất là phù hợp với hợp thời. Nó xe đề một cái là nổ luôn, quá ngon. Cái cùm này á cũng rất là đẹp, nhưng mà chỉ có một cái yếu điểm duy nhất là khi mà mọi người xài cái cặp cùm này thì cái tay phải sạch, tại tay dơ bấm dơ ủng với nút màu mè rồi nút màu vàng màu đỏ đâu gì nè, kết hợp quá xuất sắc luôn. Cái vàng ghi đồng ha. Cái đồng hồ này thì chức năng vẫn còn hoạt động rất là tốt nha, mình rất là thích. Mình thích ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ số á mọi người, số này nè, nó không phải màu vàng truyền thống đâu mà nó màu đỏ, nhìn nó rất là phê, nhìn nó rất là phê luôn. Đó, 4 số N thì màu xanh. Rồi thì tiếp đó là mình đến là mình fit chống nước cái đồng hồ. Cái đồng hồ thời điểm này thì nó chống nước khá là tệ, mình fit chống nước đồng hồ và chó đèn luôn. Chó đèn này thì được mình đánh bóng lại nè, được mình đóng nóng lại và thay hai miếng mica xi nhan. Trang bị cho nó là một cái bộ gỗ con Viva mà có cái gỗ nhìn nó rất là hay nha, nó cân bằng được chiếc xe. Không có cái gỗ này nhìn nó không có hay đâu. Có cái gỗ này nữa nè, cái gỗ và cái bát này luôn nhìn cũng có 450 thôi, rất là dễ mua mọi người nha. Rồi bây giờ thì mọi người cùng đánh giá về cái con Suzuki Viva này, nhìn coi nó phê không nha. Con này tổng là mình bán 19,5 triệu, trong khi đó tiền dọn của mình là đã hơn 11 triệu rồi. Mình mua toàn là đồ mới cả, đồ mới và đập hộp hết, vàng ốc là gam si mới hết, thì tiền dọn của mình cũng đã hơn 11 triệu rồi. Và đây là một cái con máy rất là lành, rất là ngon. Cho mọi người nè ha, nổ máy nè, mọi người chỉ cần coi cái ánh đèn thôi nè, mình bấm đề nè. Bấm đề một phát là nổ máy và rang ti rất là thì thầm. Phê ha, phê ha. Chức năng, mọi chức năng và dàn dây điện là đều được như zin hết nha mọi người nha, đảm bảo đầy đủ tính năng hết. Keng. Ok. Rồi, khi mà mọi người có đam mê về dòng Suzuki, muốn mua hoặc là dọn những con Suzuki, mua phụ tùng của Suzuki, liên hệ ngay kênh anh thợ độ Suzuki ở số 0945 675 425 nha. Rồi, hẹn mọi người trong những clip sau. Bye bye.